không được gì xem đấy, luôn đâu, bây giờ phải đọc đã đã, đọc đã để không xem được có ai, xem, để xem có ai xem livestream. Không, À nhá, CEO không xem, không được xem. hello mọi người, à Xin nhá chào. CEO, chào mừng mọi người đã đến với Fit TV trong ngày hôm nay. Vâng, Và thực ra là chương trình hành nhau của ngày hôm nay nay với sự hiện diện của Mel và Juni, đây là một hot cặp girl Bạch đôi Tuộc. Mọi người biết hot girl Bạch Tuộc rồi đúng không? phù thủy Bạch Tuộc ấy. Đây là hot girl bọ cạp. Không, mình ăn bọ cạp bình thường thôi, không có gì gọi là hot girl cả. Có ai chưa ạ? À? Đã có anh em nào vào đây chưa nào? Đây đây nè. Bây Xin chào giờ bạn Ảnh Leo Hai CEO. Hôm nay chúng ta có à, rất nhiều Sawadika, thử thách. Và Konnichiwa. bây giờ đi với cả Umeo còn chưa biết thử thách là gì nữa. Bây giờ chuẩn bị đón cho thử thách, và lúc nãy là các chị đưa một đĩa dúa to như thế này. 10 quả, đếm rồi, 10 Đếm rồi quả. à? 10 quả. Xong rồi không biết làm gì mà các chị cười rất là nhiều. Tôi cũng không biết làm nào mà ăn dứa lại ảnh hưởng sức mạnh đến như thế. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với thử thách. Đâu rồi? Ý, đợi trong một chút ít phút nữa nhá. Mọi người vào đông đông rồi sẽ xem thử thách nhá, Nếu mà mình đông đông thì chúng ta sẽ xem thử nhá. Mọi người cùng share của mình cái livestream này về Facebook nhá. Đó. Bây giờ bà đoán xem là ăn cái này như thế nào mà là thử thách nhỉ? Nếu mà nếu chỉ ăn 10 quả dứa này mà chấm với cái này, nghĩ là hai đứa ăn hết quá là bình thường Đúng, luôn. bình thường tôi thích ăn dứa lắm bạn. Tự gì thế? Mãi mới được một hôm để mà được ăn Để cái ăn món mình ngon yêu đúng thích. không? Ờ. Hôm trước ăn quả bạch tuộc sợ quá. Anh em có nhớ hôm trước tôi ăn quả bạch tuộc sống không? Quả bạch tuộc của Mel là làm nên tên tuổi đấy. Bây giờ đi đâu ai cũng hỏi là phù thủy bạch tuộc. Chị bạch tuộc, ôi chào chị Chào bạch Thi tuộc. Trần, chào Trang Nguyễn, chào Tươi Tươi, chào Lan Chim. Ok, bây giờ mình phải share cái livestream này về Facebook đó nhỉ? À thôi để đọc Ok, bây giờ mình sẽ nhận thử thách của Fit đi nha. Mọi người ơi, không biết là gì nhỉ? Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Eo chưa chưa Hồi kịp hộp nói gì mà các chị đã cười các kiểu. Ok. quá. Thử thách của bạn là ăn hết 5 quả dứa bằng dụng cụ. Bây giờ ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu người kia đưa ra. Cái banh mồm mà đi làm răng xong người ta banh mồm ghê không? Hẳn là ăn bằng dụng cụ banh mồm luôn đấy. Xin tay tay á, cái này đeo kiểu gì? Trời ơi, dụng cụ banh mồm á? Dã man. Nhờ Đúng không nhỉ? bà này là bà ấy học y cho nên bà hiểu biết nhiều về cái vấn đề này, còn tôi thì tôi chịu, tôi không biết cái này là cái gì cả. Ô, cái này nhìn giống con khỉ nhỉ? Khỉ Zozo. Giống mặt con khỉ không? Hình như là thế Ôi, hay cái này giống sao? con, ôi, giống kiểu ngọc kim cô ấy. Tôi thì giống cái móng ngựa, móng trâu hơn. Nào, thôi từ đó tôi xem cái livestream này về Facebook đã. Thảo Em ơi, biết được cái này như thế Duy nào? đi, hãy share livestream về Facebook. Với cả cả các bạn ơi, các bạn hãy share livestream này về Facebook của mọi người nhá, để cho tất cả mọi người cùng vào đây xem mình bọn mình ăn dúa bằng cái dụng cụ banh mồm nhá. Từ từ là em share livestream với Em trên xe và em tưởng tượng, em tưởng tượng ra cảnh em đeo cái manh miệng này nữa, rất là thốn rồi. Ok, đã nhìn thấy. Share livestream này về Facebook nào. Cả nhà ơi, banh mồm là cái gì? Dụng cụ banh mồm ăn dứa là cái gì? Ok, mình đã share livestream về Facebook rồi. Juni ơi, bạn có thể share livestream về Facebook để cho các anh em bạn bè của bạn vào đây xem bạn banh mồm nhé. Mình đã xem rồi mà mình mong là không có Bạn ai đã xem. share nhanh thế. Mình mong là không có ai xem. Trời ơi. Bạn banh mồm đi bạn mèo, bạn không phải Đây. giả vờ muốn xem livestream để không phải banh đâu. Ok. Không biết banh như nào. Như nào hả mọi người? Trời ơi, thế à? Không có ngỏ Trời ơi, như nào nhỉ? Chào Tiên Nguyễn, chào Linh Linh. Chào chị Hường nha, Lê Kim Vương ơi, banh như nào ở đâu ruột? Chào Thu Chị Phương. không banh được.
Sarajevo, Sarajevo. À, cả nhà hãy cùng share cái livestream này về Facebook cho Mèo và Juni cùng ngồi banh mồm nhá. Ôi vãi. Tôi chết quá, tôi chết lại à. Tôi chết lại à. Như này á. Nó vãi kể là vâng vấy vấy vấy. Đi nhờ anh ơi. Trong người ấy, thì thường là nó cũng có cái máu điên trong người mà đã tham gia thử thách là sẽ điên rồi, cùng người thôi, mọi người cứ bảo bọn mình khùng điên đi nhá. Không nhớ được nữa ạ. Trông tổng vãi. Ok, ăn nhá. Đừng gặm nữa, mà đừng gặm nữa, có thể ăn đi. Ẻ đi, đừng gặm nữa. Ăn nào. Ngon quá, thì mình thích ăn cái này, nhưng mà ăn cái phong cách này thì nó hơi hớn. Như kiểu con kinh câu nhỉ. Anh à, đừng gặp người tôi nữa. Đau quá. Rồi, đau ấy, cần cái này rồi, đau ấy. Ừ. Tôi nghe chị đã đối thử là thế nào nhỉ? Cần lắm ạ. Ôi, không nghe được ấy. Nó không thể nghe được rồi. Trời ơi, nó cứ chảy nước ngọt ra ấy, kinh quá. Cảm giác hứng cỡ ấy. Ai kinh quá ấy à. Không ngờ ấy. Đấy, lấy nhiệt giấy ra. Không ăn được. Mọi người làm nào để ăn bây giờ còn không nói được ấy. Bình thường mình là người rất hay nói chuyện. Bây giờ vừa ăn lại còn không nói được. Không ăn được, không nói được thì làm thế nào.
Mọi người ơi, mọi người cần thạch tin để ủng hộ cho hai bạn mình vừa ăn nhá. Mọi người cần thạch tin để ủng hộ cho hai bạn mình ăn hết cái nửa năm quả dứa này nhá. Chứ giờ một quả dứa không ăn được nữa là năm quả dứa. Cái nửa dứa thật đấy. Chết rồi, tôi không thể nào chịu được nổi. Tại sao biết gì để nghĩ rằng cái thử thách một dã nam này nhỉ? Tôi thà tôi ăn cho được sống hơn hơn ý. Thật đấy. Tôi thà ăn nên chưa rắn chống với cả nước đường hơn ý. Nó hai đứa có cái miệng gì đâu. Khùng, trời ơi, ai cũng bảo khùng này là nào rồi Dương Nhi ơi. Ôi, kệ đi, bây giờ à, hết cái người ăn nhanh hết cái giờ dùng hai ba rồi đấy này. Ôi anh ơi, em được ăn được từ sống mà thôi là anh rồi. Chứ này anh ngồi em không nói rồi, không ăn được anh ạ. Trông kinh quá trời ơi. Có hình tượng á, thì sẽ không bao giờ xem lại cái livestream này. Thì sẽ cho dấu ký lực này là cho một góc tới tâm hồn. Để ơi, được không? Cho dễ lắm rồi anh. Ôi trời ơi. Nó giờ nó hoàn nó cứ chảy ra ấy. Chị ơi cho em thêm giấy đi ơi. Ờ ghê quá. À ơi kinh quá. Trời ơi, con được đâu giấy ăn hết rồi. À, để như này vậy. Ừ, chắc tôi để như là tóc. Món này rõ ăn bắt này không nói rồi. Chị khổ quá thôi. Chị khổ quá. Hay là mình chơi trò rồi tỏ ra một tí đi. À, bỏ ra là bắt, bỏ ra là bắt. Bỏ ra là bắt, bỏ ra là bắt. Nhưng bên này bà cũng bỏ thở ra mà. Mọi người em thấy mọi người cái này nó còn dã man hơn là ăn bạch tuộc sống ấy. Thà mà ăn bạch tuộc sống về sau nó còn thấy ngon ấy, mặc dù nó có bám xúc tung một chút thôi. Nhưng mà cái này quá dã man luôn. Kinh khủng kia. Ôi, bảo sao mà các chị bảo là phải chuẩn bị áo mưa. Bảo sao là mình đi vào, mình đi vào trong nhà xong tự nhiên thấy cái này. Mấy cái túi kiểu ni lông để kiểu để ở phía dưới để che ấy. Như kiểu là để chắn ấy. Nghĩ là nước bọt là nước dãi của mình nó chảy đúng không ấy. Nhưng mà tôi bị ở lúc nhai ấy, nó cảm giác đau đau ấy. Đau đấy, nó bị chạm vào. Đau quá. Mèo mèo, mình quay ngược lại đi, mình cho cái nhỏ này vào trong. Đúng rồi, bọn mình hơi thốn đấy, tự nhiên cho cái to vào trong nhỉ. Cho cái nhỏ vào trong cho nó đỡ thốn. Ok, chào Vsmoke xem thế nhá. Anh hãy cùng share của Mel và Juni cái livestream này trên Facebook đấy để mọi người đón chờ xem thử thách của bọn mình xem bọn mình vượt qua không nhá. Nhưng mà rất tiếc là cái đầu này nó không vào được. Và mọi người nhớ này, có cái app Fitdi ở bên này này, trên này có rất là nhiều công thức về tất cả các món ăn ngon. Anh em hoặc là các chị em nào mà muốn tham gia, mọi người có thể download cái Fitdi TV về và nhập hai cái mã của hai bọn mình có ghi ở trong status nhá. Có ghi mã giới thiệu cho mấy rồi đấy, mọi người hãy nhập mã nhé. Tại vì mỗi người nhập mã là sẽ được tặng thêm 3 thìa mà cái thìa này có thể đổi ra quà đấy. Trong này có rất là nhiều phần quà này. Đây này, để mình cho mọi người xem cái điểm thưởng này. À đây, mình đang có 454 rồi. Có rất là nhiều quà tặng nhá. 454 thìa là mình đã đổi được. Đây này, mình đổi được cả USB rồi đây này. Và trong này có một phần quà đặc biệt là iPhone 7 Plus 128GB. Chỉ với ra cái là 25.550 thìa, thế cho nên là cả nhà hãy down app Fitdi về để chuẩn bị được đón chờ điện thoại iPhone 7 nhá. Vâng ạ, và bây giờ bà đeo vào. Ok, bà đeo vào nào. Chào Minh Chiến, chủ đề của chúng ta hôm nay là ăn 10 quả dứa này bằng cái dụng cụ banh mồm. Và bây giờ bọn chị sẽ ăn đây. Ơ là đeo cái bé và tôi không đeo vào được. Ơ là cái to mà, có hạt cái bé đó. Mà lại đeo cái to rồi à? Ừ, cái đó không đeo được. Ừ đấy. Thôi thì mình đeo vào trong cửa ăn được không? Nó chảy nước rồi. Kinh quá à. Chết rồi. Trời ơi. Chảy hết nước dãi không người ơi, em kinh mất tía rồi, người đi cơ. Thế rồi thì chúng ta cũng phải đi live stream nữa. Thẳng là tư người rồi. Đã ăn rồi. Thôi. Nước dãi nó chảy hết rồi. Mọi người là bọn mình hay bọn mình đeo đây rồi hát một bài được không? Dạ. Hơn tí nữa, tí nữa sẽ là hình phạt nếu mà không ăn được. Sao cứ tháo ra thế, sao chết thốn hả em? Đã tự tự ra không phải tôi giá ra đâu.
Ari, chào em Thế Lâm nhá, chào CEO Trương. Để em selfie thôi bỏ đi, số xong gì rồi, chị có không nói được tên của em thế này. Ok, em tiếp đi Dương Nhi ơi. Tôi có thể mày là ăn đi. Anh sẽ đừng yêu cái nhỏ là đấy của tôi thôi nhá. Tôi không thể này đã được. Thì nhớ lại quay cho mọi người xem nó ăn hồn nó sao gì nào Dương Nhi ạ. Ê, nhìn thấy chưa, trời ơi dã lan 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 luôn. Tôi kể là nghe người trước đây hai hôm thì có biết ông đã đặt cái, tôi có xem cái video anh Nhiện của anh em ở anh game và tôi đã từng tự nhủ là không bao giờ mình sẽ được anh Nhiện này. Không ngờ không bao giờ mình được cái ngày này. Trời ơi không bao giờ. Thật ra là nói không bao giờ thì nó sẽ thành hiện thực đấy Dương Nhi ạ. Thế cho nên là tôi không bao giờ thành tỷ phú đi, để cho tôi thành tỷ phú đi Dương Nhi. Trên đầu nó có chảy nước đấy. Thôi mọi người đây là rõ lắm. Trời ơi, khi mà xem clip này thì nghĩ gì đó. Mọi người đã kinh dị thôi, nếu mà tôi sẽ ở như thế. Nhưng mà mọi người ơi, đây là thử thách của chương trình Zip TV. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những thử thách độc và lạ nữa. Thế cho nên là cả nhà hãy cùng vào like Zip TV nhé. Để lần sau để đón chờ những cái thử thách độc lạ và thốn và kinh khủng và khủng khiếp như thế này nhá. Trời ơi, nó chẳng nghe rõ lắm. Nên thật là nghe rõ được là người thử nhau cái lách miệng và xem nói có nghe rõ không. Chào chẳng leo vũ. Chào đây đi nhá. Tìm nữa đi. Họ là như hai ông cụ già ấy, hai cụ già có cái râu màu trắng. Thế là chưa bao giờ thì ăn dứa kinh như này đấy ạ. Thế là tôi phải kéo anh em chỉ nhanh hết đi. Trời ơi, mọi người hãy đến giờ cho nó. Đau ai ơi. Đau rồi quá, Hiến ơi. Không những đau rồi mà nó còn nhiều nước ọt nó chảy ra ấy. Chị ơi, chị ra nó ăn quá chị ơi. Cộng gặp quả chương trình rất là gặp quả thầy ra như thế, chương trình nào ác như cái chương trình khuyết đi này luôn đấy. Các kiểu trời ơi thầy đi nhá, gặp gặp quả này không được tay đẹp ra gặp được ta thì gặp cái gì nào tao là lại cái này nó hứa gặp rồi đây, tôi thử gặp gặp quả thế nào. Anh ơi, đừng xe ở nhà cái xin này Facebook để cho Leo Dương Nhi xin Dương Nhi ở nhà ăn hết Leo nhá. Tôi nghĩ là bọn mình có thể chỉ phạt Dương Nhi ạ. À, đau ơi! À, sao là cắn được? Cắn rồi, cắn được rồi đó. Không cắn được đâu. Xin nghỉ một phút đi, đau mồm quá. Ô cơ bản góc của tao dưới cái khuyên con Nga hả? Ô cơ bản áo của Nga không nghe gì hả? Không nghe mà nói, không nghe mà nói gì. Bỏ ra một tí đi. Đây là cảm giác cái này như khi con Nga ấy. Nhưng đây là của ta là ăn bình thường à? Không được. Tạm nghỉ tí đi, đau răng quá. Đâu phải là bọn mình đeo cái này xong há mồm ra như kiểu cái phim con Nga ấy. Cái phim ma gì nhỉ mọi người nhỉ? Có cái phim gì hôm trước nó có con ma nó cứ há mồm ra. Ma mèo. Không. Ma mi á. Ma mèo. Ma dân đi ấy. Mọi người nhớ là lần trước có cái phim ma gì mà rất là hot ý. Phim gì hả mọi người? Chả nhớ đâu. Cái phim gì mà cái con ma nó cứ há mồm ra này. Thế là nó cũng mỗi lúc mà nó sợ ma nó sẽ há mồm ra ấy. Chắc là ma mèo rồi. Trong lúc mà thì bỏ lên tôi sẽ ăn. ngon quá. Đấy, như này phải ngon không? Ngon quá, thử vào và bắt được ấp mình ra rồi đấy. Thử vào thì mình béo. Nhưng này các chị vào bây giờ. Hay mà ngồi cho mình ăn hết cái này xong rồi đeo vào đây vào sau nhá. Mọi người đừng nói gì nhá. Cái gì là? Mọi người đừng nói nhá. Đừng nói là mình đang ăn. Đây là mình đang đeo nhá. Đừng ăn nói gì nhá. Thế rồi.
Tôi thấy các chị đứng lên rồi. Đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Nhưng mà đau mà. Chưa vào, bình tĩnh. Thử cắn vào miếng nát. Ngon quá. Mình thích ăn rất là dứa, mình thích uống nước dứa. Ăn hết quả này bằng cái này nhá mọi người, đừng nói gì nhá. Đừng có ai nói với các chị của chương trình Fit đi là mình bọn mình bỏ cái này ra ăn nhá. Mình đã tao bán rồi đấy. Đã bán chứ mà. Bắt đầu hơi lăng rồi. Thôi giờ ăn ngon lắm con. Thế luôn, nếu mà ăn bình thường thôi là sao ăn hết được một quả ấy chứ. À đừng nói hết là sao 5 quả, đừng nói là dùng banh miệng. Trời ơi, là cái banh miệng này. Ngon quá mọi người. Mọi người đến để ăn dứa. Rồi cùng xe chuyên này về Facebook nhá. Chị không ăn than thế á. Chết rồi, có người phát hiện đeo đi mày. Từ từ ăn rồi thôi không hỏng hết ai đâu đấy. Rát quá Khánh Linh ạ. Đừng nên ăn cái ở giữa, cái ở giữa thì rát đấy. Nhà bác ăn đủ. Nhưng mà ăn hết 5 quả mà, ăn hết 5 quả tôi phải ăn cả lõi mà. Thôi rồi, lõi ra chứ, lõi rát lắm. Tôi đâu có rát nữa thì này, tự nhiên tôi lại cắn vào lõi mất đấy á. Nhìn là chảy nước nhiều á, nhiều lõ, thấy nhiều á. Xem cái live stream này rêu đi nhá. Trời ơi, nó khó chịu, dã man. Chứ là cắn ra được thì là cái này cắn nó đau rồi đó. Trôi hết cả son rồi. Đỏ mất cân đánh son. Đỏ mất cân đánh son, nước ngâm nước tắc xong rồi dần nước rồi. Nước dãi nó chảy ra. Chưa là son chân hết cả đôi. Tôi ấy lắm. Tôi dám lưỡi lắm. Lưỡi lắm. Hay là giờ bọn mình chơi trò chị thôi đừng lừa thế nào. Bây giờ nói một câu thôi, ai trả lời được thì người trả lời. Kiểu người đeo thôi, xong rồi kia sẽ xong rồi đấy nói, xong rồi kia bảo xong rồi đấy cô gì hiểu không? Nó đổi đổi dần đấy hiểu không? Nhưng mà hai người cùng đeo á. Thôi, đổ mọi người đi. Xong. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này như tơ không rồi nhá. Bây giờ thế này nhá, đố mọi người biết là tôi vừa nói câu gì, bây giờ tôi sẽ nói là tôi nói. À, không, bây giờ không nào mọi người sẽ đoán xem là tôi nói gì nhá, vừa trong trong ca nói trước. Mọi người có thể yêu cầu bọn mình nói là tôi nói gì đấy. À, đúng không? Không, mình nói là người đoán. Mình nói á, mình nói cái gì đấy đó. Tôi nói trước cho. Ừ, nói đi. Mọi người đoán xem là mình nói gì nhá. Hôm nay là ngày xài giấy điên đảo. đúng ấy
thì không sao, có lát nữa là đổi ngược lại. Đàn đứng thì ra cái ngờ này suốt đời. Lát nếu mà tôi đang đứng ý, đàn đứng hết ý, thì không sao. Còn nếu mà đàn sai lát nữa phải chịu phạt, không lát nữa lại đổi ngược lại tôi ba lại như thế. Rồi bây giờ nhá, từ đầu tiên anh nghe mạnh mẽ phải đầu tiên từng khiến tôi sạch sẽ đấy. Đợt thứ hai nhá. Em là ai không? Tụi mình nói chậm chậm. Em là ai không? Mọi người nghe từ gì không? Thề luôn bà, tôi nghe từ gì không? Mọi người có nghe từ gì không? Mọi người nghe được từ gì không? Đợt thứ hai nhá. Em là ai không? Bây giờ mọi người còn đoán được rồi, đừng nói nhá. Đó là mấy chữ? Ờ. Có mấy chữ? Ờ. Bốn từ. Ờ. Bốn. Ờ. Eo là âm. Mấy chậm từng từ. Ờ. Eo không phải không? Mấy chậm từng từ chứ thì mình biết. E. Đi. Ao. Đi vào. Eo. Có ai đánh được không? Có ai đánh được không? Có ai đánh được cái câu là mình vừa nói không? Bây giờ thì là nói đi, tôi không nói, người không hiểu gì đâu. Đi vào nhà băng. Hả? Ai là nói cái trò chơi của mình đi. Hình thức của trò chơi là bà mèo bà sẽ đeo bánh miệng. Bà ấy nói câu xong rồi tôi sẽ đoán xem là bà ấy nói câu gì. Phải mà để xem là có đúng không. Nếu mà các nữa sẽ đổi ngược lại tôi đeo bánh miệng. Bà ấy nói rồi tôi chơi trò đấy luôn đi. Mọi người cũng đoán thử xem là bà ấy nói gì nhá. Nào lại nào. Ý ai em. Đi vào miền Nam. Đi vào. Nói lại đi. In. Hình. Hình à là ngang. Xin chào Việt Nam. Có ai đoán được không? Khi nào thì ăn á, ăn đi dân đi. Ăn đi. Bà mẹ bà đang đeo này. Bà ăn cái này. Bà ăn cái của bà đi. Ừ. Tay cả lắm nữa. Xin gì quá à. Tôi biết dốc còn câu nào không? Nè. Áo này không em. Bà bè nói chậm thôi. Áo này không em. Có ai đoán được không? Nói lại nào, nói rõ ra nào. Trời, dắt nữa. Áo này không em. Bốn từ đúng không? Ờ. Chậm từng từ. Mọi người đoán đi. Mọi người đoán xem bà ấy vừa nói gì đi. Đi vào nhà tao không phải là đi vào nhà tao. Xin chào Việt Nam. Đi vào nhà tao. Cái này là của tôi. Áo ngoài lung linh. Cái gì? Áo ngoài lung linh. Áo ngoài lung linh. Ôi là đúng rồi, đúng rồi. Sao rồi? Áo ngoài lung linh. Áo ngoài lung linh. Ừ. Áo ngoài. Áo ngoài. Áo ngoài. Lòng ngoài. À. Lòng ngoài lung linh. Rồi áo ấy lung linh. Áo ấy lung linh. Áo ấy lung linh. Nó là lóng lánh lung linh. Ờ chết cho bà tháo ra một tí đấy, để cho tôi đoán. Ok. Ủa dã man thật đấy mọi người ạ. Trên rồi tình hình là em đang bị rát lưỡi rồi. Bây giờ mọi người đoán nhá. Áo váy lung linh chứ. Lóng lánh lung linh. Bây giờ đến lượt tôi này. Rồi, cả nhà cùng share cái livestream này về Facebook nhá, để cho tất cả mọi người cùng vào đây xem hai đứa bị hành nhá, Juni và Mel bị hành nhá. Bây giờ bọn mình sẽ chơi cái trò là Juni sẽ đeo cái banh miệng vào xong rồi đoán. Nếu mà Juni thua thì Juni sẽ phải ăn. Còn Juni thắng thì Mel sẽ ăn bình thường thôi. Không, ok, tiếp theo này mọi người hãy cùng comment xem là cái từ đấy là từ gì giúp Mel nhá. Đừng để Mel ăn nhá. À, chào Phúc Lập Đồ, chào Hà Lê, chào Liên Nguyên, chào Trang Nguyên, chào Xí Mùa ơi. Ok, bà đọc đi nào. Chấn chấn nứt nứt. Chán chán nứt nứt. Chấn chấn nứt nứt. Chán chán nứt nứt. Ừ. Cái gì? Chấn chấn nứt nứt. Chấm chấm nút nút. À, chấm chấm nút nút. Có ai đoán được không? Ừ đúng rồi, Liên Nguyên chuẩn luôn, Liên Nguyên chiều ra. Hạnh phúc của tôi, chào hạnh phúc của tôi nhé. Hãy xem livestream nếu ai thấy mọi người share đi, thì nó sẽ có rất là nhiều phần quà bất ngờ tặng mọi người đấy. Tiếp nào, để tôi ăn dứa.
Ngoài trời rông bão. Ngoài trời rông bão. Ngoài trời. À cái này tôi nghe rồi. Ngoài trời rông bão. Ngoài trời rông bão gì? Ăn đi. Ăn đi. Cái này tôi đoán ngay từ cái đầu tiên rồi, cắn một miếng đi. Kinh quá đi. Trời trời. Khổ thân ơi. Đúng rồi, cô nhận thật đấy, chấm đoán chuẩn đấy. Mọi người hãy cùng đoán cùng Mel và Juni nhá. Và cùng share cái livestream này về Facebook nhá. Giàn lưỡi quá, giàn lưỡi quá. Năm hết của tụi em. Rơi rồi. Kệ đó phải không? Gì? Ngừng ngơi ngồng ngơi. Ngừng ngơi ngồi ngồng ngơi. Cái gì mà nồng nợ nồng nợ đấy? Cái gì? Nói lại đi. Có ai đoán được không? Ngoài trời có mưa à? Ngoài trời giông bão mà ơi. Ngừng ngơi ngồng ngơi. Lòng lạc lòng lợn. Người ngợi lòng lợn. Người ngợi lòng lợn. Lòng lợn. Cái gì? Lượn lại lòng lợn. Lượn lạc lòng lợn. Mọi người đoán là cái gì đấy? Mọi người đoán đi. Bầu trời lồng lộng à? Ôi trời lồng lộng luôn. Lượn lại lòng lợn. Lượn lại lòng lợn. Không phải lượn. 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 Lược lại lòng lợn. Lược lại lòng lợn. Ôi tôi chết mất, lược lại lòng lợn mọi người ạ. Thế là mình cũng nói được đúng lòng lợn rồi. Ê, khi xem hàng này nói chứ lại. Ờ, những người ta nói trước rồi, cầu chơi lòng lợn. Mình tôi thảo cầu chơi lòng lợn chứ. Lược lại lòng lợn chuẩn luôn, thảm hán ạ. Xong rồi siêu ấy, Nhật Minh chuẩn luôn. Anh ơi, em cùng share cái livestream này về Facebook luôn đi nhá mọi người nhá. Lược lại lòng lợn. Rồi. À, cái câu này tôi biết này, câu này là câu mà mọi người hay nói để kiểu tập tập giọng ấy. Giá rổ. Ừ, tôi biết rồi. Rổ giá rổ, rổ giá giá rổ, đúng không? Cái này là để tập hay tập nói. Rổ giá rổ giá giá rổ. Ok, giá giá ấy chưa hay là để còn tôi hai, nào? Còn một cái nữa thôi. Tôi còn hai cái nữa đấy. Sao cho gì? Đợt đời là gì? Đợt trời ra gì? Đợt trời ra trời ra gì? Đợt trời ra gì? Cái gì giật dính? Đợt trời ra gì? Giật ra giật dính. Giật ra giật dính. Ok mọi người ơi. Thôi bây giờ mình ăn đi. Thôi đi ăn đi. Đi thôi rồi Juni ăn đi. Trời cay à, kiểu bị rát lưỡi quá. Khét mất rồi. Em nhìn lên lưỡi rồi mọi người ơi. Dập dà dập dình chuẩn luôn đi, Ngọc Linh siêu thế. Sập xa dập dình hay dập dà dập dình? Dập dà sập xa dập dình. Làm gì có cái từ đấy ở đấy. Ở đây là dập dình. Ok, bây giờ đến cho tôi, bây giờ có hai từ dành cho Juni. Tự nhiên lúc ấy mình lại ăn phải cái ở giữa, thế là bị rát lưỡi quá. Ok nào, Juni, chờ đây. Iya la Iya bi ba không? Mình đã có kinh nghiệm rồi. Tôi đã có kinh nghiệm là cho đến là bồn rồi nhất này. Tiếp đây này, nó có cười thế này. Ừ. Chà. Iya hả? Nè. Iya hả? Bi ba hả? Iya về nhà bắt cá. Đi về nhà bắt cá đi Juni ơi. Đi về nhà bắt cá đi Juni ơi. Trời mưa bà. Phải không trời đông mưa. Nói lại đi. Ê à á á. Phi phèo thức lá. Phi phèo thức lá. Ừ. Em chưa biết được. Phi phèo thức lá. Rồi ăn rồi. Thôi bây giờ ăn được chưa? Ăn được nhanh nhá, một đứa 5 quả đấy. Ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ không ăn được hết 5 quả đâu. Bây giờ cho phép bà bỏ manh miệng ra rồi đấy. Thế à? Ờ, dã man quá mọi người ạ. Bây giờ khô luôn cả nước vào trong miệng rồi, không bị chảy ra nữa. Bây giờ phải ăn. Ăn thôi. Cái gì? Bỏ ra để ăn thật á? Không được bỏ ra đâu. Không được bỏ ra đâu Juni ơi. Cả nhà hãy cùng share cái livestream này cho. À bây giờ anh em nào mà thả tim. Về nhà bắt đá. Về nhà bắt đá. Ôi tít béo ơi.
thật là một trí óc tưởng tượng quá là phong phú. Bạn có hay uống Fisty không? Fisty cho trí tưởng tượng bay xa. Kỳ đà vấp đá luôn, bà này còn về nhà bắt cá luôn. Đây này, có người dùng chung ý tưởng tôi, đồng về nhà bắt cá này, bạn đồng ý giúp về mà. Nhà bắt cá luôn à? Tào lao nghĩa đao gì đấy? Tào lao nghĩa đao. Tào lao bí đao. Câu dưới đấy. Bây giờ mọi người có thử thách nào dành cho Mel và Juni không? Có thể kiểu đeo cái banh miệng này xong rồi nói một câu gì đấy mà mọi người yêu cầu ấy. Thì anh em hãy comment đi nhá. Hãy comment những cái câu nào mà yêu cầu khi mà Mel và Juni đeo cái banh miệng này để nói nhá. Và vừa nói vừa ăn luôn nhá. Về nhà bắt tép á. Có câu nào nó khó hơn không nào? Nào Juni ơi, đeo banh miệng vào đi nào. Mình chưa ăn hết một quả nữa. Chơi hết một quả. Bây giờ bọn mình sẽ vừa ăn vừa trả lời thử thách của mọi người. Mọi người nói câu nào thì bọn mình nói theo nhá. Chào thì Trang, chào. Ủa ra nữa không thì anh Vũ ạ. Chị đến giờ chị ra nữa rồi. Ăn cả gì to thế? Quả dứa anh ơi, dứa. Dứa dứa dứa. Quả này ở trong miền Nam gọi là quả gì ở Juni? Ăn thịt trơn không? Ăn thịt trồn không? Ăn thịt ngộ không á? Ăn thịt trồn. Ăn thịt trồn không á? Thịt trồn. Ăn thịt trồn không? Rồi có từ gì nữa không? Từ gì nữa nào? Vào hang bắt cọp. Juni mà nói được gì rồi? Juni mà nói gì đấy mọi người hãy nghe coi như cái đoạn đấy là đi gì nhá? Vào hang bắt to 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 Ở chưa? Ông ở chưa cầu là thử trượt đi. Ông một ở chưa ơi, đâu ấy rồi ạ. Trượt lại. Ăn thịt được không? Rồi, ăn đi đu thử. Ăn đi đã nào. Con cắt đậu trên cái lon. Con cắt đậu trên cái lon. Kiến ở đĩa thịt ở em có ăn cắp không? Em không ăn cắp đâu, em ăn dứa cơ. Đuổi chua, ăn đuổi chua. Ông được chua, câu lừa đuổi chua. Rồi, bây giờ lại có một cái thử thách nữa này. Mà em được xem không? Thật tàn này, được xem không? Được xem rồi, cứ để không được xem. Không, 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 không. Bỏ cái đấy ra xuống thế là dứa. Có cỏ ra đúng không? Đúng à, rồi, đeo nào. Ờ, ra là xuống thế là lại còn kêu. Úi dồi. Ừ, nhá. Ừ. Tôi sẽ nói câu này nhá. Ừ. Ông một Juni để trả lời, là xem tôi nói gì nhá. Rồi. Bà phải nói đúng, ngữ điệu của tôi đi chứ. Cố gắng nói đúng. Này. À ha ha hả? Hôm nay ừ. Sao mà ừ. Tiếp à ha hả? Mà từng từ thôi. À sao? Ừ. Hôm nay ăn ăn à à à ăn nào ăn cái gì? Sao mà có nó không thể cho hứng được? Ăn à ăn mặc ừ. A a n a a n a a n con can a anh ăn mặc ăn mặc a anh long anh a anh thông anh a anh ăn mặc thì chỉ có thể long lanh phong phanh. Sao hôm nay ăn mặc phong phanh rồi ôi trời ơi tiếp nhá trả tiền ra ờ tiếp tiếp đi ờ dạ ờ ấy ờ ấy rồi ờ ờ ờ ờ ấy ờ ờ ờ ờ ấy ờ ấy ờ ấy ờ ấy
dài ấy, sao nắm được? Đã từ on mọi người ơi, mọi người đoán đi, mọi người ngoáng đi, mọi người cùng đoán đi nhá. Cho nên là anh em ơi, hãy nghĩ ra một cái hình phạt nào đấy dành cho hai bọn mình. Thực sự là rất là đau rồi. Mình cũng rát lưỡi quá. Răng toàn màu vàng ở dưới. Răng vàng luôn. Cả nhà ơi, đau sượt với mình. Phạm Thanh Long thốn rồi. Bây giờ anh em hãy cùng share bọn Mel và Juni cái livestream này về Facebook nhá, để bọn mình cùng vào chơi trò banh mồm. Bây giờ mọi người nói một cái gì đấy đi, để bọn mình vừa ăn sẽ vừa nói theo cái câu đấy nhá. Hình thật hôn nhau, cười luôn đấy. Đeo cái này mà hôn nhau thì chắc là đó là răng đụng vào nhau. Ok mọi người ơi, mọi người nói ra cái câu gì. Bây giờ bọn mình sẽ đeo cái này và vừa ăn vừa nói theo một cái câu nào đấy mọi người viết ở đây nhá. Trời ơi, nhìn xinh lắm, mọi người thấy là mình xinh không? Trông kinh quá đi. Tôi sẽ không bao giờ xem lại cái livestream này. Hãy thử ảnh cho anh nào. Ai thử ảnh ở các áo của căng lên thì sẽ được hần quà nào. Và ngoài ra mọi người hãy đăng cái lượng hit đi này là nhật mã của mình có ghi ở trên status nhá. Cho nên sẽ có rất là nhiều những hần quà. Ôi trời, nước hòa rồi. Cái ngay à? Rất là nhiều những cái hần quà. Mọi người hãy tải hit đi này sẽ nhật mã của mình nhá. Đồ đúng không ạ? Ít ở đây ngoài gì luôn. Rồi ok, rồi mình ăn này. Có lá lốt chớ trụ chưa trông. À, nói câu đấy là thương yêu. Nói em yêu anh nhá. Em yêu anh. Chết rồi, cứ nói này rồi. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh yêu anh. Em yêu anh. Anh yêu anh. Em yêu anh. Em yêu kiểu tư em yêu anh ấy hả? Ừ, ăn rồi đọc tên em đi. Chào Tĩnh Gia. À, Yến Nga. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Chết nhất rồi. Cặp. Cặp. Con dưa nó luồn cho người ấy. Cặp con đá.
Thương thân có thể chửi hơi nhiều. Hình giới sinh năng nở ơi. Gọi tên hình cái rồi ăn. Ờ, Thanh. À, Thanh ơi. Linh Nguyễn. Ơ sao lại lấn đạn nữa rồi. Không phải đâu, đồ đấy. Nó cọc. Ai là cọc? Cọc rồi chứ, rồi rắn đạn rồi cho nên nó bị tổn tiêu ấy. Đỡ rồi rắn đạn à? Rắn đạn rồi chị ơi, rắn đạn rồi, phát rắn đạn rồi, tổn tiêu rồi chị thiết đi ơi. Ai ơi, chị rắn đạn rồi, nói từ cọc lên là cái cọc. Thôi bỏ đi rồi. Tôi bị lừa rồi. Tôi bị lừa rồi. Lừa ăn đã lo nước gì, chưa ăn là nước gì nó cứ tuốt ra hay là thế nào. Chứ rồi hết cả cuộn giấy rồi. Lại được rồi đây này. Chào Thái hả? À, các chào hứ, chào Khoa anh Trần nha. Trời ơi, đừng xem hiện nay, em xin anh đừng xem. Xin anh đừng. Đừng xem cái này nữa. Xin anh đừng. Nên lại là anh đã là chuyện đi lỡ tận. Trời quá. Trời quá. 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 Trời 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 quá. Không nói từ lót đâu. Quá. Trời ngơ đi. Trời ngơ. Trời ngơ. Thôi nghĩ là lọ mình nên nói lại phạt đi. Bạn người ơi, ngồi thử ngay chứ phải là gì. Em rất thích anh Nguyệt. Em rất thích anh Nguyệt. Phải anh nghĩa gì? Em rất thích anh Nguyệt. Phải em rất thích anh Nguyệt á? Phải em rất thích anh Nguyệt. Phải em rất thích gì? Lớn thế là với ông. Thôi là tôi chỉ rõ, tôi chỉ rõ chứ. Tôi nghĩ là sang rồi. Ừ, ế là lưới không? Đắp, 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 đắp. Ngớ nết là lưới non. Ừ, ế rất thích anh đi không? Ờ, ế rất thích anh đi không? Ừ, anh đi. Ừ. Ờ, tôi thấy rồi. Đu đủ xoan không ngon lòng đu đủ vàng. Ừ, anh không ngon lòng đu đủ vàng. Đúng rồi. Đập mặt đi nón lại. Ờ, à, ờ, à. Đập mặt đi nón lại. Đập đắp. Ừ. Có được rồi đắp. Đập mặt, đập, đập, đập ngọt đi nón lại. Đập, 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 đập. Đập ngọt. Đập ngọt đi nón lại. Trời ơi, em đau hồn quá. Ơi, đau rồi xương này quá. Em yêu ăn. Em yêu ăn hót gốc con chi, chin. Không có gốc gốc con chi. Thần kinh giật cùng. Cái từ này nói siêu thế. Hai con đi, hai con nghỉ. Cái gì nhỉ? Ai nha, ai hai. Ôi ôi, cổ cơ. Yên yên đời yên điên. Hai con tiền nào, hai con tiền. Hai con tiền, hai con tiền. Trời ơi, không ăn được nữa đâu, trở đi. Đúng rồi, ở đỉnh lúc nào cũng có điện nó ở trong người ý. Đấy, mọi người điện, tiên là điện là gì đâu? Điện có nghĩa là điên nặng điện ý, đấy. Cái kiểu nhiệt nhiệt của ấy lúc nào có điện nó chảy trong người tất cả gọi là điện nặng đó điện, đúng rồi, nó tất cả điện rất là điện nặng. Ừ. Mọi người hãy nói từ điện đi nào. Hai à, hai điện, điện 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 điện. Yêu anh ơi ập. Ơi ập chửi ngược. Thì chửi tôi lo lắm chứ bây giờ luôn. Ờ. Cảm ơn anh em phụ nhá. Chị thương tính ra. Có gì? Chị thương tính nha. Ok, phạt mọi người nhớ tải app CD nhá, xin nhầm nữa mình nghỉ đường kia nhá, có thể chứng được iPhone đẩy gớ đấy. Đẩy gớ là iPad đấy, cười trời ơi, mọi người đang cười hình rất là nhiều, không thể chịu được nổi. Thôi rồi, em nghĩ là mọi người nên tạo ra hình phạt cho bọn em đi.
Bọn em chịu thua rồi. Em sẽ để lại tất cả dứa này cho các anh chị ở đây để các anh chị phải dùng cái bánh miệng này để ăn. Đúng rồi, lát nữa xem các anh chị làm thế nào. Các anh chị làm thế nào? Các anh chị có ăn được không? Các anh chị quá là ác độc thì bắt mèo với cả Jun phải ăn cái này. Được cái hôm mà xinh đẹp ăn mặc váy bóc điên đảo ra thì lại thật đây lại còn dặn là phải ăn mặc thật đẹp vào xong đuổi đến đây. Trời ơi, make up son xía kiểu. Chờ tí nha mọi người, xin 5 giây thôi. Trong 5 giây đánh son của Juni thì cả nhà hãy cùng download Fit đi TV về nhá. Trong này sẽ có rất là nhiều công thức này đấy. Có công thức mới nhất, công thức xem nhiều nhất. Thích nấu ăn gì thì chỉ cần vào đây thôi. Ai mà là con dâu sống chung với mẹ chồng ấy thì hãy vào đây nhá. Đó, có rất là nhiều, có chuyên gia, có cả livestream của bọn mình ở trên này này. Nhưng mà... mọi người có thể xem lại, nhưng mà thôi, tôi là mọi người xem lại. Tôi không muốn xem lại một cái livestream nào như thế này nữa đâu, quỳ luôn đấy. Và nhớ là vào thì nhập mã của Mel và Juni có ghi ở trên status nhá. Mã giới thiệu ấy, có rất là nhiều phần quà đã chờ đợi mọi người, nhất là có iPhone 7 Plus đấy. Ôi trời, ra lưỡi quá em Juni ơi. Đấy, xinh hơn rồi. Tôi xin tí son. Đây. Tôi hết son chưa hả anh em? Tuần hết rồi đấy. Chào mọi người nhá, xinh hơn rồi ạ. Đúng rồi, thì tháo banh miệng nó phải khác chứ, đeo banh miệng vào trong kinh quá à. Chào DK Việt Hoàng. Mọi người biết đấy, đeo cái banh miệng vào xong cảm giác kiểu mình không thể nào nuốt nước bọt được, nước bọt mình nó cứ chảy rồi chảy xuống cổ thôi. Nói chung là kinh lắm. Ok, bây giờ mọi người hãy đưa ra hình phạt cho Mel và Juni đi. Mèo Juni không ăn được hết người của dứa này đâu. Mèo Juni không thể ăn được nữa đâu, mà đeo cái banh miệng này ăn nó đau miệng ở trong. Bây giờ mọi người muốn hình phạt gì bây giờ nhỉ? Cả nhà ơi, hình phạt gì bây giờ? Mọi người đừng nói là kiểu hai bạn hôn nhau nhé, không chơi hôn nhau đâu, kinh lắm. Hình phạt là gì ạ? Chào Đăng Việt Đương, DK Việt Hoàng. Chào Phan Trần Hồng Trinh nhá. Đang bị lag đúng không? Sao mình không thấy nhỉ? Hỏi comment của các bạn nhỉ? Vừa nãy đeo bánh miệng thì bị chửi, chê xấu, bây giờ tháo bánh miệng ra lại được xinh xinh. Mới thế ngay từ đầu chương trình được bọn mình bánh miệng phải không? Chị Hương đẹp không cần son phấn. Wow, thấy chưa? Cảm ơn Tinh Gia nhá. Đây là một men rất là hay xem chị livestream. Và sao? Và chị Du cũng đẹp không cần son phấn luôn. Lè lưỡi lên mũi. Bây giờ hát á? Hẳn là lên được không? Không hiểu đâu mà ơi. Tôi chỉ lên được đến không lên này. Được, thật. Chứ rồi ăn hết son rồi. Ăn bình thường hết 10 quả này không? Xong lưỡi lắm, bây giờ bọn em xin không ăn nữa đâu. Em đang bị rát hết lưỡi rồi, bố ơi con bị rát lưỡi rồi. Tấm cặp ở dưới vào mồm không được, lè lưỡi lên mũi không liếm được, hay đeo bánh miệng hát bài. Đeo bánh miệng à? Đeo bánh miệng hát một bài à? Chà Trọng Văn nha, hôn đi em ơi, đeo bánh miệng mà hôn anh thì nó mới đẹp. Đúng rồi, phải đeo bánh miệng để hôn anh cho Juni, đeo bánh miệng và hôn anh David Đỗ nha. Thôi cho Mel hôn, Mel nghĩ ra cho tự làm thiện đừng đẩy của ai rồi đúng không? Thôi hát đi, đeo bánh miệng và hát một bài nhá. Hát bài gì bây giờ Juni? Một con vịt đi, bài để cho hai. Thôi bài gì dài dài tí đi. Bài gì tôi đang hot? Bài một con vịt và bài gì đang hot ở đây? À, hát bài gì mà hot, ghen chẳng hạn. Ừ, cũng được. Bây giờ Mel và Juni xin trình bày một ca khúc. Đó là ca khúc rất là hot cho cộng đồng mạng trong mấy ngày gần đây của của Eric và Min. Xin được phép hát bài ghen nhá. Mọi người hãy chờ đến 2 và 3 giờ sáng. Sẽ đeo cái này vào để hát nhá. Ờ, cả nhà hãy cùng thả tim cổ vũ cho bạn này nhá, cổ vũ cho Juni là nha nha nha. Nào, hài ạ. Ba giờ sáng anh gọi em cho giấc ngay. Không ngờ tin tin nhắn từ tối qua. Không cần biết em ngủ chưa hay đã thương. Hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đã vui em người có trong ngọng tay ấm hoan. Chương trình cực kỳ hoành tráng và khủng khiếp. Đó rất là độc và lạ anh biết không?
đó chính là thử thách fit đi, toàn những cái thử thách độc và lạ. Bây giờ là đeo cái bánh miệng này. Bây giờ là hình phạt uống hết cái này thì tụi không ăn hết mỗi ngày 5 quả dứa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đấy rồi. Trúc Mèo sẽ uống được hết sữa. Bây giờ uống kiểu gì? Bánh á? Ai biết đâu uống kiểu gì? Đi ơi. Bánh này là gì làm sao mà mút được? Phải dốc cặp, vào. Cặp vào xong dốc vào. Thế thì mọi người phải cắt cho em cái này thì bọn em mới dốc được chứ nhở? Đúng không? Chứ làm sao mà đổ ra được? Đây này, phải như thế này này. Con đừng làm thế, đừng làm thế, chọc đây không ớt đâu. Ớt rồi, đừng nói rơi xuống. Đấy á? Ừ. Thôi đi, tính ra em không phải. Thực ra là Jun đi hát hay hơn em ạ. Tại vì chẳng qua là không được đâu nó đổ ra ngoài đấy. Ok, bắt đầu uống nhá. Nó đổ nước rồi. Trời ơi, kinh quá. Uống được gì rồi, tôi không cho được vào. Cho nó tận trong họng ấy, không đủ. Không được, nó chảy ra từ cái chỗ này cơ. Thằng cắt ra từ kia cơ. Em ớt nó chảy ra. Rồi rồi, sao có thể ra. À. Kinh ngắc. À. 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 Ở ngút ra. Không được đeo ở ngút đâu. Trời ơi, nó không ổn được. Trời ơi, nước nó chảy ra rồi, hết giấy rồi. Á rồi, ổn hút ra, ổn hút ra thì ổn thử gì được. Hết rồi, tôi hết rồi, ấy rồi, lấy cái giấy sinh của người ta hôm nay còn đi chương trình đấy. Ừ, sao ổn được bây giờ, trời ơi. Trời ơi, tôi hết rồi, ấy rồi. Mình nên để cái túi ni lông lên đây chứ đừng để xuống đất đi. Chứ tôi không biết là cái sụn lan này có gặp ôi mọi người ơi nữa. Cảm ơn mọi người hôm nay đã theo dõi livestream Mel và Juni hôm nay đã hoàn thành cái thử thách này. Mặc dù là không xuất sắc lắm nhưng mà nó cũng dã man quá. Tôi sẽ không bao giờ dám xem lại cái thử thách tôi này nữa. Tôi không bao giờ dám xem lại cầu mong là chương trình sau cái thử thách này xong sẽ xóa video livestream đi. Để mình không bao giờ phải xem lại nữa. Sao là trâm kinh lắm. Mặc dù là cái thử thách bạch tuộc là tôi còn dám xem lại một lần nữa. Nhưng thử thách này thì không. No, never, I need. Bây giờ vừa rát lưỡi lại còn vừa ngọt. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần live tiếp theo nhé. Các bạn tải app FitD và nhập mã vào nhá. Để có thể cơ hội được trúng iPhone, iPad hoàn toàn miễn phí. Và hãy like page, FitD TV để đón chờ những thử thách tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Konnichiwa, à bên nhầm. Xin chào.